Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Trong những ngày cuối năm á, thì là thời tiết là tương đối là hơi lạnh và mọi người là ráo riết là đi sắm những đồ lạnh để diện trong những ngày thời tiết lạnh. Cho dù thời tiết lạnh nhưng mà mình mặc đồ cũng rất là đẹp. Trời nóng hay trời lạnh gì lúc nào cũng mặc đồ rất là thời trang và rất là đẹp. Hôm nay thì là Suka sẽ giới thiệu chiếc áo lạnh màu trắng như thế này. Áo này là rất là đẹp luôn. Và áo này thì là mình có thể là mặc hoặc là mình mua mình tặng cho mẹ, tặng cho chị nhân ngày lễ cuối năm nè, hay là tặng dịp sinh nhật, rất là đẹp luôn. Và cái áo lông này á, nó rất là mềm và rất là thích để mình gài vô ha. Cái áo này á là nó có cái gài ở đằng trước như thế này. Đây, chắc không có thấy tại vì là mấy cái lông này nó che rồi. Để mình gài lại. Nó có cái đầu gài đằng trước. Và cái áo này á, là cái phông của nó là sát nách nha. Để mình gài lại cái đó. Áo này để tặng cho mẹ nhân ngày cuối năm á, thì rất là đẹp luôn và rất là lịch lãm. Ở phía trước này nó có cái nút gài lại. Thì mình gài lại cái đã. Ok, xong rồi. Đây, cái áo lông rất là đẹp và nó sát nách như thế này. Mình thử. Đây, cái lông rất là mềm, mềm lắm, ấm lắm. Nó sát nách như thế này. Và cái chiều dài của cái áo á, nó dài nhiêu đây ha. Cái chiều dài của cái áo là nó dài nhiêu đây, mọi người có thể hình dung được ha. Dài như thế này. Và phía đằng sau lưng á là sẽ như thế này. Đây, đây là phía đằng sau lưng. Và cái lông này rất là mềm. Phía đằng sau lưng như thế này. Và cái này á, là loại sát nách nên là rất là dễ mặc và rất là tôn dáng. Và cái áo này quên luôn, nãy giờ chưa giới thiệu của hãng nào. Cái áo này là của hãng Rachel Zone nha, Los Angeles, New York ha. Và cái áo này là size S, size small, tức là size S. Đây, rất là đẹp. Mọi người có thể là mua để mặc hoặc là tặng cho mẹ, tặng cho chị nhân ngày lễ Giáng sinh hay là các dịp sinh nhật, rất là đẹp. Và cái này á, họ làm á rất là tinh tế. Đó là những cái lông mềm này á, không phải là nó thẳng nguyên một lượt đâu. Và mọi người có thể để ý là họ thiết kế theo từng khối á, để là cái áo nhìn nó rất là lịch lãm và rất là tinh tế. Đây, nó theo từng khối á, để mọi người có thể xem như thế này, rất là lịch lãm và tinh tế. Và ở phía trong á là rất là ấm và rất là dày. Để mình sờ thử coi. Phía trong này rất là dày và phía trong này là có lớp vải bóng như thế này ha. Đây, rất là đẹp. Ngoài cái màu trắng á, thì là mình còn có một màu khác, đó là màu này. Màu này hình như là gọi là màu màu gì ta? Màu màu này cũng không phải là màu cam nữa. Mình không biết gọi là màu gì đây. Màu này màu này là màu hơi hơi cam cam. Ok, gọi là màu cam đi. Màu này là màu cam. Mình gọi cũng không có chính xác nên là mọi người có thể là nhìn trên hình để biết là màu gì ha. Cái màu này nó rất là đẹp và cũng rất là dễ phối đồ. Để mình gài cái nút lại cái đã, để cho cái áo nó được lên cái phông cho nó đẹp. Đây, cái màu này như thế này. Đây, cũng là áo sát nách luôn. Áo sát nách
Và cái này cũng là size small, tức là size S nha. US là size S. Và cũng là của hãng Rachel Zone Los Angeles. Như thế này. Ồ, cái màu này thì là mọi người sẽ dễ dàng nhìn thấy, đó là cái vải á, những cái lông này á, là họ làm theo từng khối nè, từng khối nè, sờ vô rất là mịn. Nếu như á, mà họ làm theo một đường dài luôn á thì nhìn nó sẽ không có đẹp, nhưng mà họ làm rất là tinh tế, họ làm theo từng khối tròn á, nên là nhìn á rất là đẹp và rất là sang trọng, mềm lắm. Đây, đó là ấm lưng. Áo này để tặng cho mẹ nhân dịp lễ cuối năm thì rất là tuyệt vời. Đây, hoặc là mọi người có thể là tự sử cho mình. Đây, ngước mũi để mình thử ha, thử mặc để mọi người xem. Hồi nãy á, mình gài lại đó, bây giờ là mình lại kéo ra. Đây, mình mặc lại cho mọi người xem nè. Đây, wow, rất là đẹp luôn, rất là ấm, rất là sang luôn. Mọi người có thể thấy không? Đây, hai bên này á là nó có cái đồ gài, gài lại đó. Cái phong áo rất là đẹp, cái màu này cũng rất là đẹp và rất là sáng. Để mình thử cái màu trắng ha, cái màu này. Mình thử cái màu trắng. Cái màu trắng thì cũng rất là đẹp. Hồi nãy mình gài lại, bây giờ mình sẽ phải mở ra. Đây, đây, cái màu trắng này á, mọi người mặc rất là đẹp luôn, ấm lắm. Màu trắng này á, thì là dễ mặc hơn. Những người trẻ mặc cũng được, hoặc là những người lớn tuổi mặc cũng được, rất là ấm. Cái cổ mình có thể mở ra, và khi mặc vô là mình sẽ dài cái dây lại như thế này. Và đây, trên này cũng có một cái đồ gài nữa ha, mình có thể gài vô. Đó, ở trên này thì mình có thể gài như thế này. Đó, rất là ấm lên, để tặng cho mẹ khoác. Khi mà mặc áo dài á, thì là khoác cái áo này á, thì rất là nhìn rất là đẹp và sang trọng. Cái màu trắng này rất là dễ mặc, người lớn tuổi mặc cũng được, hoặc là trẻ mặc cũng được, rất là dễ mặc như thế này, rất là ấm lưng. Để liên lạc và sở hữu hai chiếc áo này thì là mọi người có thể là liên lạc trên fanpage là Suka Hoàng Mỹ để biết thêm chi tiết ha, hoặc là trên Facebook là Suka Hồng Xuyến. Suka sẽ ship trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam luôn. Đây, hai chiếc áo hiệu Rachel Zone rất là đẹp, để tặng quà cho mẹ hoặc là để tự sử cho mình trong những ngày lễ cuối năm, rất là đẹp, rất là mịn và rất là ấm. Suka cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của Suka. Suka hẹn mọi người trong những video mới tiếp theo ha. Bye bye.